Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nối gót phũng niễng, hùng thuốc nổ lại bùng lựu đạn ở Bến Tre Trong bối cảnh virus Vũ Hán gây ảnh hưởng cho nền kinh tế, tình trạng doanh nghiệp đóng cửa, công nhân thất nghiệp tràn lan Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa có buổi quăng lựu đạn tại Bến Tre với tuyên bố Bến Tre sẽ trở thành thung lũng silicon về ứng dụng công nghệ thông tin. Bến Tre là một tỉnh nghèo lại hứng chịu hạn mặn khốc liệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hồi tháng 3 năm 2020. Người dân khắp nơi phải chung tay hỗ trợ từng là từng xà lan nước ngọt để giải cứu người dân Bến Tre. Đến tháng 6 do ảnh hưởng của đại dịch virus Vũ Hán, giá trị sản xuất và thu nhập của người dân Bến Tre bị sụt giảm Đến hết quý 2 năm 2020, toàn tỉnh Bến Tre có 55 doanh nghiệp và 503 hộ kinh doanh bị giải thể. 131 doanh nghiệp và 3.616 hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng đến công an việc làm của hơn 12.000 lao động. Trong bối cảnh này, giải pháp đồng hành hỗ trợ cùng với dân là Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài đồng khởi Bến Tre. Người dân tập trung ngắm tượng đài sẽ sớm quên đi đói khổ. Chưa từng chưa dừng lại ở đó, tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng với bí danh Hùng Thuốc Nổ đưa ra gợi ý Bến Tre có thể phát triển theo mô hình thung lũng silicon của Việt Nam về ứng dụng công nghệ thông tin bến tre có thành trung tâm silicon hay không chủ yếu liên quan đến quyết định và quyết tâm chính trị quyết tâm ứng dụng cái mới quyết tâm thí nghiệm khó khăn là trở ngại nhưng cũng là lợi thế của bến tre chỉ cần sẵn sàng thí điểm công nghệ mới lúc đó tất cả các doanh nghiệp công nghệ sẽ đến vùng này và biến tỉnh trở thành thung lũng silicon về chuyển đổi số đây không phải là lần đầu tiên hùng thuốc nổ quăng lưu đạn về các dự án công nghệ thông tin. Hãy điểm sơ qua hàng loạt phát ngôn có liên quan đến Internet như trong giai đoạn tới Việt Nam sẽ trở thành một trong 10 nước có mạng viễn thông phát triển nhất thế giới, top 30 thế giới về công nghệ thông tin, top 20 về an ninh thông tin, top an ninh mạng, top 5 về công nghệ viễn thông, thiết bị viễn thông, sản xuất được vi mạch Việt Nam xuất khẩu, công nghiệp quốc phòng an ninh nằm trong top 20. Việt Nam sẵn sàng trả lương cao hơn cả ở Mỹ đối với chuyên gia, nhà khoa học Việt Kiều muốn về nước hợp tác để đưa tri thức Việt Nam ra thế giới. Và hãy nhìn lại những dự án phát triển mạng xã hội, các dự án mà hùng thuốc nổ đã dày công quảng cáo như Lotus, Gabo, có dự án nào đạt được thành tựu như lời tuyên truyền trước đó hay không? Tập đoàn Viettel nơi hùng thuốc nổ làm chùm trước đây thuộc Bộ Quốc phòng chính là tập đoàn làm ăn thu lợi nhiều nhất với Trung Cộng trong việc mua bán trang thiết bị viễn thông. Trong cuộc chạy đua tạo ra giá trị của mạng 5G, Hùng Thúc Nổ chính là nhân vật tiếp sức nhiều nhất cho các công ty trung cộng tiến vào lĩnh vực chiếm lĩnh, lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Đừng nghĩ Hùng Thúc Nổ chỉ nói chơi ở Bến Tre, đó chính là cách mà một lãnh đạo chuyên quang lựu đạn như Hùng dọn đường để giải ngân theo lệnh của Nguyễn Xuân Phúc mở đường cho các tập đoàn tàu cộng tiến vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ riêng có một mình ông Hùng vừa quang lựu đạn sau vụ ông Phúc quang lựu đạn ở khu vực Tây Nguyên thì bây giờ đến lượt ông Vương Đình Huệ bí thư thành ủy thành phố Hà Nội chém gió rằng thu nhập bình quân đến năm 2030 của dân Hà Nội sẽ là 13.000 đến 14.000 đô la trên một đầu người. Trong khi cổng thông tin điện tử của Hà Nội cho biết đến năm 2025, thành phố Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo. Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, hiện đang giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Anh ta lội theo ạ anh bãi phát biểu năm rồi toàn dân miền Tây nằm đến năm 2045 sẽ có thu nhập 10.000 đô la trên một năm vậy 10 năm sau quý vị có tin rằng anh ta 73 tuổi còn sống để chứng kiến dân Hà Nội có thu nhập 14.000 đô la trên một đầu người một năm hay không? Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội chém gió rằng thu nhập bình quân đến năm 2030 của Hà Nội sẽ là 13 đến 14 000 đồng, 13 đến 14 000 đô la trên một đầu người, trong khi cổng thông tin điện tử của Hà Nội cho biết năm 2025 thành phố Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo. Theo Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra hôm 27 tháng 6 năm 2020 vừa qua, ông Vương Đình Huệ ảo tưởng khi phát biểu: "Tới năm 2025, Hà Nội thành phố có năng lực cạnh tranh cao nhất trong nước và khu vực. Đến năm 2030 là thành phố cạnh tranh quốc tế với thu nhập bình quân 13 đến 14.000 đô la trên một đầu người." Đến năm 2045, Hà Nội là thành phố toàn cầu về thu nhập bình quân 36.000 đô la trên một đầu người. Như vậy thì người dân Việt Nam sắp giàu ngang ngửa với Hàn Quốc và Nhật Bản tới nơi rồi. Tuy nhiên, ông Huệ không kèm theo bất kỳ giải thích làm cách nào để nâng thu nhập bình quân của người dân lên con số như nêu ở trên. Đáng nói là ông Huệ chém gió về thu nhập của người dân và không căn cứ vào dữ liệu cho hệ thống truyền thông nhà nước đăng tải. Hồi giữa tháng 5, Cổng Thông tin Điện tử của Hà Nội cho biết đến năm 2025, thành phố Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn thủ đô đạt 60 triệu đồng, tương đương với 2.583 đô la trên một đầu người một năm trở lên. Chưa hết, Hầu như các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất thích nổ về các con số như vậy, giống như thời của ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, được mệnh danh là Mạnh Mượt, đã từng nổ rằng đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Nhưng hiện nay là năm 2020 rồi, hãy nhìn tổng quan của Việt Nam đang là cái gì của thế giới và đảng nói là ông Huệ chém gió thì thu nhập của người dân mà không căn cứ vào dữ liệu như thế là một điều hoang tưởng cũng như ông Mạnh Mượt đã từng hô hào rằng nông dân Việt Nam là một đất nước nông nghiệp và nông dân cần phải nuôi con gì trồng cây gì. Chưa hết Người đứng đầu thành ủy thành phố Hà Nội đang cho người dân ăn bánh vẽ vì theo báo thanh niên hôm 1 tháng 6, sau hơn 30 năm đổi mới, mức thu nhập trung bình của người dân Việt Nam hiện chỉ đạt 2.800 đô la. Tờ báo diễn giải thêm rằng con số này mới chỉ là 20% so với người dân các nước ASEAN trong khu vực, 40% so với mức toàn cầu Báo này cũng cho biết thêm là để đạt được thu nhập bình quân của người dân Trung Quốc hiện nay thì Việt Nam sẽ mất 10 năm, bằng Nam Hàn thì mất đến 30 năm. Công luận cho rằng sở dĩ Bí Thư Huệ năm nay 63 tuổi mạnh miệng đưa ra dự báo về các mức thu nhập khả quan của người dân Hà Nội trong 10 đến 25 năm tới là vì chắc chắn thời điểm đó ông không còn tại vị nên không ai có thể trách cứ ông về tội ảo tướng được tương phản với các phát ngôn lạc quan về đời sống của người dân, ông Vương Đình Huệ cũng như các giới chức khác hồi tháng 4, thời điểm diễn ra cách ly xã hội do dịch virus Vũ Hán, các nhà báo nước các báo nhà nước ghi nhận cảnh tượng hàng trăm người đội nắng xếp hàng hơn nửa cây số trước các cây ATM gạo và siêu thị không đồng ở Hà Nội. Trong tiếp nhận thông tin có một số nguyên tắc rất quan trọng tiếp nhận cái có lợi, bỏ qua cái không có lợi, tiếp nhận cái đúng và bỏ qua cái chưa đúng, bởi thế không nhất thiết luôn luôn phải phê phán hay tranh luận đúng sai ở mọi thông tin được đưa ra. Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2020, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ với việc tham dự của Nguyễn Đức Trung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo các bộ sở vụ của hai đơn vị. Mục đích nghe thấy của buổi làm việc là đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của Đông Nam Á. Hà Nội không thể trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu Đông Nam Á chỉ sau một buổi làm việc, nhưng dẫu sao buổi làm việc chiều ngày 14 tháng 7 năm 2020 cũng vẽ ra được một mục tiêu. Chúng ta từng vẽ ra rất nhiều mục tiêu và rất nhiều mục tiêu chưa thành hiện thực, cụ thể như mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Đến bây giờ đã được thời gian kiểm nghiệm là hoàn toàn thất bại. Còn mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội thì thời kỳ quá độ chưa biết mấy chặng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đang phải làm sáng tỏ hơn nữa thì không biết bao giờ mới tới đích. Thực ra, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đang phải làm sáng tỏ hơn nữa. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội không cần phải làm sáng tỏ hơn nữa bởi vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã được chính nơi khởi sinh chủ nghĩa xã hội là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã chứng minh là vô vọng và phải quay về với con đường tư bản chủ nghĩa. Nhưng dẫu sao thì mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của Đông Nam Á cũng có hai điểm tích cực một là, lấy khoa học và công nghệ làm mục tiêu phấn đấu chứ không như vẫn đang lấy bất động sản làm phồn vinh giả tạo, lấy đầu tư nước ngoài làm cứu cánh, lấy dịch vụ làm động lực, lấy xây dựng làm tăng trưởng, vay mượn của người làm sáng chế mình như hiện nay. Đây là một xác định chiến lược đúng, chỉ khi Hà Nội tự sở hữu khoa học công nghệ ở tầm cao hàng đầu thì mới có thể giàu có thể thực hiện thay cho giàu có phụ thuộc. Hơn thế nữa, chỉ khi Hà Nội tự sở hữu khoa học công nghệ ở tầm cao hàng đầu thì mới có thể có cơ hội để trở thành cường quốc vì dựa trên phát minh tế bào của chính mình chứ không phải dùng nhờ phát minh tế bào của các nước khác và đặc biệt là những công nghệ phát triển từ Trung Quốc. Hay là đây là một mục tiêu tiếp cận khác với mục tiêu đưa Hà Nội đuổi kịp Singapore là mục tiêu không tiếp cận được. Phải thấy sự khác biệt giữa tiềm năng và năng lực khoa học và sự phồn vinh, đi đúng hướng thì Hà Nội sẽ đạt được tiềm năng khoa học mạnh hơn Singapore nhưng sẽ không đạt được mức thu nhập giàu như Singapore. Lấy Tel Aviv hay Jerusalem của Israel mà so sánh với Singapore để làm thí dụ kiểm nghiệm. Nhưng khoa học Hà Nội đang bị giam cầm trong một cái cũi đã thế. Khoa học Hà Nội đang bị chỉ đạo bởi những con chim sẻ không thể bay cao, đang bị dẫn dắt bởi những chú quốc chỉ dọi lùi mà không bao giờ cất cánh được. Cho nên, muốn đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của Đông Nam Á, thì trước hết phải phá cái cũi đang giam cầm khoa học và phải thay thế những người đứng đầu. Giải pháp để cho Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu Đông Nam Á là một giải pháp phức hợp không thể trình bày hết ở đây nên chỉ mạo muội gạch mấy cái đầu dòng chính mà thôi. Là tiêu chí bao trùm để phát minh khoa học được tự do sinh sôi nảy nở, mọi sự trói buộc về học thuật sẽ không cho tư tưởng được tự do phát triển thì sẽ không bao giờ có được những phát minh lớn trong khoa học tư tưởng không bị trói buộc bất cứ hình thức nào là yêu cầu tiên quyết để khoa học phát triển. Tất cả những lĩnh vực bị trói buộc tư tưởng sẽ trở thành ngụy khoa học. Phá bỏ cơ chế quản lý lạc hậu hiện nay là tiêu chí bao trùm thứ hai để giải phóng cho khoa học được tự do phát triển. Cơ chế quản lý lạc hậu đang là gông cùm trói buộc sự phát triển của khoa học và công nghệ. Ứng dụng thực tiễn là tiêu chí bao trùm thứ ba, buộc khoa học phát triển đúng hướng. Mọi nghiên cứu đều phát triển từ nhu cầu thực tiễn, không ứng dụng được trong thực tiễn thì không nghiên cứu. Đây cũng là đòi hỏi tiền quyết. Cho nên, mọi nghiên cứu đều xuất phát từ yêu cầu cụ thể của thực tiễn, phải được khách hàng yêu cầu phải được khách hàng trả tiền hoặc phải bán được cho khách hàng. Mọi nghiên cứu mà chỉ trả ngân sách nhà nước chỉ đóng thành đề tài nghiệm thu bỏ túi phải hoàn toàn dẹp bỏ và nghiêm cấm. Phải thực hiện nghiêm ngặt tiêu chí này để quay ngoắt 180 độ hướng đại bộ phận và các nghiên cứu khoa học đích thực vào phục vụ thực tiễn làm tốt tiêu chí này sẽ thúc đẩy sản xuất, sẽ nâng cao hiệu quả lao động, sẽ có phát minh sáng chế hữu ích mới. Làm tốt tiêu chí này sẽ nâng cao được mặt bằng ứng dụng công nghệ trong sản xuất và đời sống. Làm tốt tiêu chí này sẽ tiết kiệm một khoản lớn ngân sách nhà nước. Làm tốt tiêu chí này sẽ loại bỏ hết các nhà ngụy khoa học, loại bỏ hết giáo sư tiến sĩ dởm. Làm tốt điều này sẽ xóa bỏ các đề tài nghiên cứu nhảm nhí vô nghĩa. Cùng với đó là không cho phép sinh ra hàng ngàn các giáo sư tiến sĩ dở mới. Theo tôi được biết, một số người ở Việt Nam từng có những mạc giáo sư tiến sĩ nhưng một câu tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Thì tôi không hiểu là họ học giáo sư tiến sĩ cũng như thạc sĩ ở đâu. Từ khi mở ra nền kinh tế thị trường hoang dã, người dân đổ xô vào làm giàu, còn lãnh đạo chạy theo tăng trưởng kinh tế ở sổi mà hoàn toàn bỏ quên mất cơ sở nền tảng từ chối tham vọng hùng cường kết quả là đưa nhau chạy theo nền kinh tế bất động sản nền kinh tế dịch vụ nền kinh tế vay mượn mà yếu ở nền kinh tế tự chủ tự sáng chế và tự sản xuất cũng như giới địa ốc của Việt Nam hiện nay thì đang bị đóng băng và nhiều người cũng bị chết vì không có vốn để trả ngân hàng không có tiền để trả ngân hàng mà đất đai thì mua vào với giá cực đắt và bây giờ bán ra thì lại không có người mua. Đất nước đang đối mặt với sự xâm lược chủ quyền biển đảo, lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế mỗi ngày một hung tợn từ nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc. Hơn bao giờ hết, Việt Nam cần nghiên cứu sáng chế độc lập trong lĩnh vực quân sự. Đây là nhiệm vụ cấp thiết bắt buộc, có tham vọng thì mới đạt được ở điểm này Việt Nam phải học một phần nào đó từ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Việt Nam cần có những vũ khí hiện đại có sức công phá lớn, chính xác cao do tự chính mình sản xuất. Để làm được việc này, Việt Nam cần có một nhà lãnh đạo đầy hoài bão và tham vọng, đầy sinh lực và trí tuệ, tương xứng và tiềm lực của quốc gia hơn 100 triệu dân. Muốn có ứng dụng thì phải có lý thuyết, nhưng đó phải là một nghiên cứu tỷ lệ đột phá dẫn đầu ở việt nam nhiều nông dân có thể chế tạo được cả xe tăng nhưng chính việt nam lại không sử dụng họ mà để cho họ phải đi chế tạo xe tăng cho campuchia ví dụ như một nông dân ở miền tây đó chính là những nghiên cứu mang đến các phát minh chế tạo công nghệ vượt trội đưa đến các loại máy móc vũ khí hiện đại được vinh danh bởi các giải thưởng khoa học danh giá như Nobel. Tại sao các nông dân có thể phát minh ra được những cỗ máy hiện đại như vậy? Nhưng tại sao trong một quân đội được mang danh là một quân đội anh hùng và có rất nhiều giáo sư tiến sĩ nhưng lại không chế tạo được một loại vũ khí nào? với việt nam phải chọn lọc và khoanh vùng nghiên cứu lý thuyết không thuộc đột phá thì không nghiên cứu không đạt được những mức dẫn đầu khu vực và thế giới thì không thể triển khai làm tốt điều này sẽ loại bỏ các nghiên cứu lý thuyết vụn vặt không ứng dụng được làm tốt điều chí này thì sinh ra các nhà khoa học lớn những phát minh lớn chỉ số ít những bộ óc siêu mạnh mới được bước vào đấu trường siêu lý thuyết nhiều giáo sư tiến sĩ ở Việt Nam nhưng không hề có một phát minh nào trong suốt cuộc đời của họ. Hiện nay, theo thống kê chưa đầy đủ thì Hà Nội có tất cả 124 trường đại học, 113 viện nghiên cứu, 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia cùng với hàng nghìn doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Chưa đầy đủ là vì chẳng hạn thấy thống kê này chưa nói lên hàng chục bệnh viện thực chất là những trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm tuyệt hảo trong lĩnh vực y học muốn trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của việt nam thì hà nội nhất thiết phải là một cuộc cách mạng về sắp xếp các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đề tài này cần trình bày chi tiết ở một diễn đàn khác trong khoa học không có tiêu chí đảng phái tín ngưỡng tôn giáo giới tính đứng đầu các cơ sở nghiên cứu khoa học dứt khoát phải là những nhà khoa học giỏi đầu ngành bởi thế, phải xóa bỏ các rào cản hiện nay trong bổ nhiệm lãnh đạo của các cơ sở nghiên cứu, trong số đó cụ thể là những người đứng đầu các cơ sở nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, các bệnh viện không được ràng buộc phải là đảng viên. Hơn thế nữa, lãnh đạo các bộ như Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội không cần đòi hỏi phải là đảng viên. Một trong những đòn đánh nặng về nặng nề làm gãy cuộc sống của khoa học Việt Nam chính là trăm thứ hình thức khen thưởng giả tạo với những chức danh háo, Chạy đua học hàm học vị đủ các loại danh hiệu cùng huân huy chương chính là dịch hạch tàn phá sự trung thực trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Căn bệnh này có nguồn gốc từ Liên Xô nhưng phát triển bệnh hoạn hơn rất nhiều trong môi trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay đây cũng là một đề tài rộng lớn của một cuộc đại phẫu ở một dịp khác còn nữa những đề tài khác một giải pháp toàn diện cần được trình bày và truy xét cẩn thận ở các diễn đàn chuyên về các sự đóng góp của nhiều nhà khoa học tâm huyết mong muốn hà nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu ở đông nam á là một mong muốn xác đáng mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của Đông Nam Á là một mục tiêu có thể đạt được nhưng chưa phải là trong cơ chế hiện nay với sự dẫn dắt của những người hiện nay đang dẫn dắt. Muốn có những phát minh long trời lở đất thì trước hết phải có bước chuyển mình long trời lở đất. Thập kỷ 70 của thế kỷ trước Cố giáo sư Tạ Quang Bửu đã đặt mục tiêu cho toán học Việt Nam trở thành trường phái thế giới ở hai lĩnh vực tối ưu và kỳ dị. Ở một mức độ nào đó thì mục tiêu này đã thành hiện thực. Còn cố tổng bí thư Lê Duẩn cũng từng đã nghĩ đến bom nguyên tử, nhưng những người sau ông chỉ nghĩ đến những điều khác. Muốn có cú vồ mồi của hổ thì đầu đàn phải có một con hổ. Dẫu sao thì cũng là một mơ ước xác đáng, phải mơ ước để rồi thay đổi. Nhưng cách cần thay đổi thì các ông không chịu thay đổi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.